Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình tối nay thứ hai, ngày 18 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về kết quả rà soát xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật và kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng. Xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn nhanh chóng phục hồi, phát triển bền vững các hoạt động du lịch dịch vụ với thông điệp du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đơn vị ngành than vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng xã hội đang lan tỏa tình yêu thương và thiết thực trợ giúp nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo về kết quả rà soát xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng. Trọng tâm là các dự án do tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận chỉ đạo như sau. Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh luôn đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo quyết liệt đối với công tác rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, không còn phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh, nhằm sử dụng tiết kiệm hiệu quả và bền vững tài nguyên đất đai, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát ngân sách, tài sản công. Đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận, lãnh đạo chỉ đạo rõ về các nhiệm vụ giải pháp gắn với trách nhiệm của các tập thể cá nhân trong thực hiện nội dung này và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thu hồi, hủy bỏ trên 110 dự án chậm tiến độ, quá thời hạn nghiên cứu, không còn phù hợp với quy hoạch lớp trên. Trong đó đã thực hiện thu hồi, chấm dứt, hủy bỏ 13 dự án do tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên triển khai nghiên cứu, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2019, 1 dự án, năm 2020, 3 dự án, năm 2021, 6 dự án và năm 2022 này là 3 dự án. Theo báo cáo số 161 của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính đến ngày 18 tháng 4 năm 2022, tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên chỉ còn 5 dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có 1 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư. Trong đó lưu ý, đối với 4 dự án đã triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hạ Long, giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến chủ trương đầu tư dự án, xác định lại trữ lượng giá trị rừng tại thời điểm thu hồi, rà soát hiện trạng đất đã được giao cho thuê để xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, không để thất thoát ngân sách nhà nước, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân và lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư. Chỉ đạo thanh tra tỉnh rà soát kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, xem xét trách nhiệm của các sở ngành địa phương có liên quan trong việc chưa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh và chưa xử lý, khắc phục dứt điểm những nội dung kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm toán. Đối với dự án khu đô thị mới Ninh Dương, thành phố Móng Cái, giai đoạn 1, giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy trình, thủ tục liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện thu hồi, xử lý vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn tình trạng đầu cơ trục lợi gây lãng phí nguồn lực đất đai và tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát ngân sách nhà nước gây khiếu kiện trong nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện rà soát thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt hoặc đề xuất thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt những nội dung vượt thẩm quyền đối với 5 dự án tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên đang nghiên cứu mà đã được giao lại cho các sở ngành địa phương thực hiện và đang đề xuất thủ tục đầu tư. Các sở ngành chức năng và các địa phương căn cứ vào kết luận thanh tra, kiểm toán và kết quả giám sát của cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế, thiếu sót,
đã được chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thực hiện dứt điểm các quyết định thu hồi, hủy bỏ đã ban hành đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, rà soát kỹ lưỡng, xử lý các thủ tục liên quan, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, theo quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân của từng dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm những sai phạm nếu có, đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực đất đai. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước, đảm bảo giữ vững sự ổn định về phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra từng vụ việc cụ thể, nếu xét thấy đủ điều kiện và có căn cứ xác định vi phạm thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định. Cũng trong sáng nay, hội nghị đã nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác, trong đó có báo cáo tổng thể về kết quả tổ chức thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2021. Trong chương trình làm việc tại Quảng Ninh, chiều nay đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long để khảo sát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Cùng dự làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, hướng dẫn cụ thể của Tỉnh ủy và thực tiễn tại địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều quy định, quy chế nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả cao các mô hình thí điểm như nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thực hiện mô hình bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, khu phố và các chức danh kiêm nhiệm khác. Đặc biệt, sau khi huyện Hoành Bồ sáp nhập vào thành phố Hạ Long theo nghị quyết 837 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, địa phương đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập, cơ cấu lại các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Chất lượng thực thi công vụ trong đội ngũ công chức được nâng lên rõ rệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả mà thành phố Hạ Long đạt được trong thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu, phương pháp, lề lối làm việc, cải cách hành chính, kỷ cương, trách nhiệm, các phương thức được kết hợp nhuần nhuyễn nhằm phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của Đảng nhưng không buông lỏng bao biện. Những kinh nghiệm của Hạ Long trong thực hiện nghị quyết góp phần phục vụ hiệu quả công tác khảo sát của đoàn. Mong muốn trong thời gian tới, thành phố Hạ Long sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quán triệt sâu sắc nghị quyết Trung ương 5 khóa 10, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng một cách đồng bộ, toàn diện, trước hết là với hệ thống chính trị. Qua đó, nhằm đáp ứng yêu cầu của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện bằng được khát vọng phát triển của đất nước, tiếp tục rà soát quy chế, quy định, quy trình cho đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền, nhất là các khâu còn yếu, đảm bảo kiểm soát quyền lực, không vi phạm, không buông lỏng, không làm thay, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, gắn việc thực hiện nghị quyết với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ngày mai, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Chuẩn bị cho các hoạt động của đoàn công tác số 4 đi thăm tặng quà động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 từ ngày 19 cho đến ngày 27 tháng 4. Chiều nay đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, dự họp phổ biến kế hoạch hành quân và ký giao ước thi đua. Tham gia đoàn công tác số 4 thăm tặng quà động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 có 221 đại biểu các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Yên Bái cùng một số đơn vị doanh nghiệp. Trong đó đoàn Quảng Ninh có 28 thành viên. Theo kế hoạch, vào ngày mai 19 tháng 4, đoàn công tác số 4 sẽ chính thức lên đường đi thăm tặng quà động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Để chuyến công tác đảm bảo ý nghĩa và an toàn, thành viên đoàn công tác số 4 sẽ thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Tư lệnh Hải quân, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn khi di chuyển lên và xuống tàu. Tại chuyến công tác này, tỉnh Quảng Ninh trao hỗ trợ Bộ Tư lệnh Hải quân 6 xuồng, tổng trị giá 39,5 tỷ đồng,
phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như hoạt động tuần tra, tìm kiếm cứu nạn. Trước đó trong sáng nay, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tàu ngầm 189 và lữ đoàn 162 vùng 4 hải quân. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 một số khu vực tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tường Huy. Trên cơ sở định hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đơn vị tư vấn đã lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu A1, A2 và C1.1, tổng diện tích trên 5.100 ha, đảm bảo các yếu tố cần thiết phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển. Những phân khu này được định hướng là trung tâm hành chính, văn hóa, chính trị, trung tâm dịch vụ thương mại vùng biên và dịch vụ thương mại cửa khẩu, trung tâm dịch vụ công cộng về thể dục thể thao, công viên sinh thái đa chức năng, khu công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao báo cáo quy hoạch và yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, rà soát nghiên cứu thật kỹ từng vị trí quy hoạch, dự án đã và đang triển khai, đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 368 ngày 16 tháng 3 năm 2021. Đơn vị tư vấn nghiên cứu giải trình đối với những ý kiến tham gia đóng góp của Bộ Xây dựng, hoàn thiện đồ án quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến phê duyệt. Cùng với các địa phương trong tỉnh, xã đảo Quan Lạn, một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại huyện Vân Đồn, đang chủ động nhiều giải pháp phục hồi phát triển bền vững các hoạt động du lịch dịch vụ, nhất là trong mùa hè tới, qua đó truyền đến du khách thông điệp du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Từ một nhà hàng phục vụ dịch vụ ăn uống, năm nay cơ sở này đầu tư thêm dịch vụ khách sạn với 20 phòng nghỉ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ vừa qua, công suất phòng đã đạt 80-90%. Lượng khách đặt trước từ nay cho đến tháng 6, chủ yếu là trong các dịp nghỉ lễ và cuối tuần cũng đã kín. Rất là phấn khởi, thì vì cái lượng khách trở lại sau 2 năm đấy không có khách thì cái tinh thần lên cao lắm. Mọi người đang chuẩn bị công tác chuẩn bị cho đón cái dịp khách 34 vòng 1 năm tới và chủ yếu là tập trung vào tháng 6 và tháng 7 sắp tới này. Nằm trong khu du lịch cấp tỉnh Quan Lạn Minh Châu, Quan Lạn đang hướng tới đa dạng sản phẩm phù hợp xu hướng du lịch sau đại dịch, phát huy thế mạnh biển đảo và truyền thống văn hóa lịch sử địa phương. Cùng với các tour một ngày làm ngư dân, lịch sử hào hùng đảo Quan Lạn, năm nay địa phương cũng sẽ đưa vào khai thác tour du lịch tham quan rừng quốc gia đảo Ba Mùn, dịch vụ câu mực, câu cá đục trên sông Mang. Điểm nhấn trong mùa hè này là lễ hội truyền thống Vân Đồn và công bố quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia diễn ra vào trung tuần tháng 6 âm lịch. Các cơ sở dịch vụ du lịch hoạt động trở lại đều được kiểm tra, thẩm định các yêu cầu phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho du khách. Toàn bộ xe đã được đem ra bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo cái công tác an toàn cho các du khách đi tham quan du lịch. Và thứ hai nữa là chúng tôi đang triển khai về cái công việc là phòng chống dịch bệnh để cho nó du khách đi một chuyến nghỉ an toàn và vui vẻ nhất. Tăng cường cái công tác chỉ đạo để mà rà soát rồi dán tem bảo đảm cơ sở phòng chống dịch, rồi đồng thời là yêu cầu là các cơ sở là phải thực hiện theo đúng quản lý nhà nước về cái việc limit giá cả, tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội tổ chức đào tạo và đào tạo lại những nhân lực để mà đáp ứng được cái nhu cầu phát triển du lịch trong thời gian tới. Dự kiến trong thời gian tới, một loạt các dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp, dịch vụ chất lượng 5 sao đang được đầu tư sẽ đi vào hoạt động, đưa Quan Lạn hướng tới trở thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp. Trước mắt là trong năm 2022 này, quyết tâm góp phần thực hiện mục tiêu của huyện Vân Đồn đón 1,2 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Hơn 3 tuần nữa thì Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam, trong đó có 7 môn thi đấu đăng cai tổ chức tại Quảng Ninh. Công tác chuẩn bị, tuyên truyền, quảng bá đang được các ngành địa phương trong tỉnh tích cực hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho sự kiện thể thao lớn này. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Hạ Long. Trong không khí náo nức chào đón SEA Games 31, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hạ Long đã được trang hoàng bằng những băng rôn áp phích đẹp mắt nhằm phục vụ công tác truyền thông cổ động. Nhiều người dân và du khách thích thú trước tạo hình linh vật và các biểu tượng trên băng rôn chào đón SEA Games.
chung là cảm thấy là về cái chuẩn bị sự kiện nên là thấy thành phố Hạ Long là cũng đón tiên là tổ chức rất là sôi nổi về các cái sự kiện như cờ rồi đường xá chuẩn bị tất cả các công trình cơ sở hạ tầng là đều chuẩn bị rất tốt cho cái sự kiện thể thao của Đông Nam Á tới đây của mình. Với 3 địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games bao gồm nhà thi đấu 5.000 chỗ, khu vui chơi giải trí quốc tế Tuần Châu và cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh, thành phố Hạ Long phối hợp với các tiểu ban lễ tân khánh tiết của tỉnh tích cực hoàn thiện các cụm pano, mô hình tuyên truyền trực quan tại các điểm trung tâm, khu vực cửa ngõ của thành phố, đồng thời dựng các mô hình logo SEA Games 31 và biểu tượng sao la, cờ SEA Games các nước có vận động viên về tham gia. Trong cái cảm nhận của tôi về cảnh quan thì thật là tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn. Công tác chuẩn bị cũng rất chu đáo và cảm thấy nó rực rỡ. Thành phố Hạ Long đã triển khai công tác trang trí tuyên truyền giai đoạn 1, được trên 600 cặp banner tuyên truyền về SEA Games. Thành phố Hạ Long sẽ tiếp tục triển khai các cái ba lô khẩu hiệu để trang trí tuyên truyền theo cái chỉ đạo của Ủy ban thành phố, đảm bảo được cái mỹ quan và thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo được cái công tác trang trí tuyên truyền hiệu quả nhất. Thành phố Hạ Long vẫn đang gấp rút hoàn thiện chỉnh trang tuyên truyền, trang trí khánh tiết trên các tuyến đường phố và công trình nổi tiếng, tăng cường chiếu sáng công cộng, đảm bảo mỹ quan hiện đại, qua đó vừa phục vụ sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, vừa tiếp tục quảng bá tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế hình ảnh thành phố biển thân thiện, mến khách. Tiếp tục chương trình thời sự với những nội dung đáng chú ý khác. Mặc dù chịu những tác động lớn bởi vì dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm 2022, song nhờ linh hoạt trong việc điều hành sản xuất, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh mà quý 1 vừa qua, các đơn vị ngành than vẫn đảm bảo kế hoạch sản xuất. Phản ánh của phóng viên thời sự tại công ty than Mạo Khê. Quý 1, công ty than Mạo Khê đã khai thác được 500.000 tấn than, đạt 25% kế hoạch năm. Đây là nền tảng, cơ sở vững chắc để than Mạo Khê bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 2 với mục tiêu sản xuất gần 580.000 tấn than. Để hoàn thành mục tiêu này, công ty đã phát động phong trào thi đua ngày công cao, sản lượng cao, thu nhập cao gắn với huấn luyện công tác an toàn lao động. Đối với công tác tự chủ an toàn thì chúng tôi luôn xác định an toàn thì mới an toàn mới làm việc, không an toàn thì chúng tôi sẽ báo với lại cán bộ chỉ huy trong ca để kịp thời có biện pháp xử lý và phòng ngừa. Bình quân một ngày là phân xưởng khai thác bình quân 800 tấn than trên một ngày và đã vượt là 110% so với kế hoạch của lãnh đạo công ty giao trên kế hoạch ngày. Với tiến độ sản xuất hiện tại, cùng việc chuẩn bị ra than tại một lò chợ mới vào cuối tháng 4 này, Than Mạo Khê tự tin hoàn thành mục tiêu sản xuất gần 580.000 tấn than, tiêu thụ trên 530.000 tấn trong quý 2. Cái không khí thi đua trong toàn công ty đang được đẩy cao và phát huy rất là tốt. Thứ hai nữa là cái điều kiện thời tiết cũng rất là thuận lợi và đặc biệt là dây chuyền sản xuất của công ty. Chúng tôi cũng đã đưa vào một nội chợ mới và không có gì thay đổi thì khoảng 2 tuần nữa thì nội chợ này sẽ bắt đầu ra than ở dưới mức trừ 150 của công ty. Năm 2022, công ty Than Mạo Khê đặt mục tiêu sản xuất trên 2 triệu tấn than, than tiêu thụ trên 1,7 triệu tấn. Ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân thợ lò trên 20 triệu đồng một tháng. Sau khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho gần 200 trẻ lớp 6 trường trung học cơ sở trên Cốt Toàn, thành phố Hạ Long, dự kiến là từ ngày 20 cho đến ngày 22 tới, cho đến ngày 22 tháng 4 tới thì tỉnh Quảng Ninh sẽ phân bổ 20.000 liều vaccine được Bộ Y tế cấp cho 6 địa phương là Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên và Móng Cái để tiếp tục tiêm chủng. Trong đợt tiêm này, sẽ tiến hành tiêm cho các trẻ lớp 5 và lớp 6 đủ điều kiện tiêm chủng trước. Các trường hợp còn lại thì sẽ tiêm vào các đợt sau. Đối với các trẻ đã mắc COVID-19, thời điểm khỏi bệnh chưa đủ 3 tháng cũng sẽ tiêm chủng vào các đợt sau. Ngành y tế, các địa phương sẽ chủ động phân bổ nhân lực, lựa chọn những nhân lực tốt nhất, có kinh nghiệm, có trình độ tham gia tiêm chủng. Song song với tổ chức tiêm tại các điểm tiêm tập trung, thì tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn cũng sẽ tổ chức tiêm đồng thời cho các đối tượng có chỉ định cần thận trọng tiêm chủng. Các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn sẵn sàng phương án ứng cứu, ứng trực cấp cứu, xử trí các trường hợp có sốc phản vệ hoặc là có phản ứng nặng sau tiêm. Hôm nay, 18 tháng 4 là Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam. Chăm lo cho người khuyết tật là một trong những công tác luôn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm.
Cùng với sự quan tâm của tỉnh thì sự chung tay hỗ trợ với tấm lòng nhân ái của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh vẫn đang lan tỏa tình yêu thương và thiết thực trợ giúp cho nhiều mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi các cấp tỉnh Quảng Ninh đã vận động các nhà hảo tâm, cơ quan doanh nghiệp đăng ký và tham gia ủng hộ tổng số tiền và vật chất trị giá gần 18 tỷ đồng. Trong đó riêng từ đầu năm 2022 đến nay là gần 6 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống. Lúc hai con của tôi mất đến giờ thì nói chung là cái cuộc sống gia đình rất khó khăn. Năm nay thì cháu nội là học lớp 9, cháu ngoại thì học lớp 4. Nhiều năm vừa qua thì hội bảo trợ của tỉnh, của thành phố, của phường, rồi các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các công ty trên địa bàn cũng đã quan tâm chú đáo đấy. Dịp lễ Tết rồi là vào khai giảng năm học mới thì đều các cháu được nhận được quà. Quãng hành trình thiện nguyện ấy thì là tôi đặt ra cái mục tiêu và cái việc là ưu tiên cho người già, trẻ em và những người khuyết tật. Thì những người khuyết tật thì gần như là đó là chương trình hàng năm, gọi là mình sẽ động viên thăm hỏi. Nhưng mà về người già và trẻ em thì mình cũng sẽ, nếu như có trường hợp nào đặc biệt thì sẵn sàng là giúp đỡ luôn. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan đoàn thể, nhiều doanh nghiệp, các tổ, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã nêu cao trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái, tạo nên nguồn lực to lớn và góp phần lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp yêu thương, tiếp thêm niềm hy vọng và nghị lực vươn lên cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Người khuyết tật và trẻ mồ côi là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất là cần tình thương của cộng đồng. Vì thế cho nên là chúng tôi rất đặc biệt quan tâm. Từ năm 2017 đến nay thì nhóm từ thiện huyện Thảo đã đồng hành cùng với hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, tặng quà và làm các chương trình từ thiện cho em mùa đông ấm, tặng nhà tình thương. Con số ước tính khoảng trên 800 triệu đồng với mong muốn đời sống của người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày càng tốt đẹp hơn. Bằng nguồn lực xã hội hóa, tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 63 học sinh sinh viên mồ côi và khuyết tật được nhận hỗ trợ đầu tư với mức hỗ trợ từ 500.000 cho đến 1 triệu 500.000 đồng một người một tháng. Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi cũng đã phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới 32 ngôi nhà, sửa chữa 11 nhà với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp hội và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hỗ trợ động viên, tặng quà người khuyết tật và trẻ mồ côi trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Năm 2022 này, cái nội dung trọng tâm chúng tôi hướng tới đó là hòa nhập và thích ứng, nâng bước trẻ mồ côi khuyết tật đến trường. Đây là một cái việc mà chúng tôi đã làm thành công của năm 2021. Thì năm 2022 chúng tôi tiếp tục cái giải pháp của chúng tôi là làm thủ tục và chấp nối là đơn giản nhất nhưng rõ nét nhất để cho nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp đến các đối tượng. Sự chung tay sẻ chia giúp đỡ bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đang tiếp thêm nghị lực giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi nỗ lực vươn lên. Qua đó không chỉ chủ động ổn định cuộc sống của chính mình mà còn đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đất nước. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.